số phụ kiện PCB Tú Anh xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở lại kênh ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên giới thiệu đến cho anh em những khẩu uh, condo đô mà anh em đã tin tưởng và đặt hàng bị shop em nhé thì ngày hôm nay sẽ lên giới thiệu đến cho anh em những mẫu uh, condo đô mà anh em chơi rất nhiều thì em sẽ đặt cho đây là mẫu condo đô quốc dân bởi vì mẫu này hiện tại nó là ở xã giá cả nó ở phân khúc tầm trung và hiện hơn nữa là nó có thể là đạt được cự ly là 100 đến trên 100 mét cho anh em đi săn đấy nên là anh em nào đang tìm hiểu về mẫu cô đô này thì có thể là kính mong anh em có thể theo dõi hết video của em ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình và báo giá công khai sản phẩm để anh em có thể dễ dàng nắm bắt lựa chọn cho mình một khẩu về đi săn thì mẫu này hiện tại là bên em đang bán giảm giá chiên cho anh em là 8 triệu đồng là một khẩu côn đô cấu hình cao như thế này nghĩa là 8 triệu đồng anh em sẽ sở hữu cho mình một cây côn đô cấu hình cao như thế này đấy talon hay thẳng dài thì tùy anh em lựa chọn kèm theo đấy đó là tặng kèm cho anh em một kg cạo trì như thế này một khoảng gần một nghìn viên để cho anh em về chơi các bạn nhé đấy nên anh em nào nhu cầu mua bán thì gọi điện trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại kia hoặc là kết bạn zalo cho bên shop nhé thì hai số kia thì đều có zalo và telegram để anh em có thể là gọi điện À, hoặc là kết bạn bên em sẽ gửi hình ảnh này, video thực tế cho anh em xem. thì sau khi anh em đặt hàng thì bên shop sẽ lắp ráp, test, ok, quay video lại trả hàng cho anh em zalo. có video test tâm cự ly cho anh em. anh em muốn test ở cự ly bao nhiêu thì báo bên shop nhé để anh em có thể test cự ly chuẩn chỉ cho anh em và anh em chỉ được chơi. đấy cự ly này thì tùy. À, có anh em có thể chơi cự ly 50, 30 có anh em có thể chơi cự ly 80 100. Đấy nên anh em muốn test tâm ở cầm nào thì báo shop shop sẽ test tâm như vậy cho anh em. Đấy, để anh em có thể là về chỉ việc ngắm và bóc quà thôi nhá. Đấy. Còn về hình thức vận chuyển thì cũng nói luôn là chỉ bên shop em chỉ nhận là lắp ráp gửi xe nguyên cây đối với những anh em nào mua nguyên cây. Có anh em mua phụ kiện lẻ ví dụ như mua bình lẻ, kính lẻ thì em sẽ ship cốt. Còn mua nguyên cây thì nói luôn là không ship cốt các nhá, bởi vì ship cốt nguyên cây và anh em không biết cách lắp ráp này, không biết căn chỉnh không biết test đấy về không chơi được rất chìa khó nên là anh em nào mà thật sự tin tưởng muốn mua thì có thể cọc tiền trách nhiệm bê shop sẽ lắp ráp test chuẩn chỉ ok và anh em chỉ việc bóp cò và đi săn cái này thì cọc thì cũng nói luôn là anh em miền bắc là cọc 300 có anh em ở miền nam là nghĩa là từ nghệ an hà tĩnh hết vào ấy thì sẽ phải cọc 500 đấy bởi vì cái này nhà xe lấy cước rất chỉ cao Để anh em hỗ trợ thêm tiền cước xe là miền bắc là 300 miền nam là 500 để làm sao trong cái trình vận chuyển nhà xe nó lo được luật ná rồi hàng đến tay cho anh em an toàn cước thì nói thật với anh em là nhiều anh em cứ bảo tại sao cước cao thế bởi vì đây là hàng nhạy cảm hàng cấm nên là nhà xe nó sẽ lấy cước cao để là lo được luật ná nên nó an toàn có nhá đấy còn gửi COD giờ hiện tại là nhiều khi là rất chi là uh, nguy hiểm nên là anh em lên tham khảo và tìm hiểu thật kỹ đi để làm sao mà uh, nhận hàng được an toàn có nhá Đấy, mua bán thì cứ gọi điện hai qua hai số kia anh em nhé. còn về chế độ bảo hành thì uh, rất nhiều anh em có hỏi là bảo hành ra làm sao như thế nào, Thì em cũng nói luôn là bảo hành cho anh em lỗi một đổi một trong vòng tuần. nghĩa là về trong quá trình chơi trong vòng một tuần anh em chơi cảm thấy cây củi không ok thì có thể alo shop để uh, đổi cây mới. đấy. còn về thời gian chơi lâu dài anh em chơi nếu mà có hỏng ví dụ cái van cái van này thì nó nói chung không hỏng nhá, nó chỉ xì thôi xì thì em có thể thay phụ xăng xin phụ kiện để thay thế thì uh, thay ok thì lắp chơi tiếp còn không ok thì có thể gửi lại shop shop sẽ làm cho anh em làm cho anh em để anh em sẽ không phải mất phí hay mất cước nha thì cái này anh em chỉ hỗ trợ thêm tiền cước gửi qua bên anh em ra bưu điện chỉ cơ mất khoảng ba chục đến năm chục tiền cước là ok đấy còn cái lòng bảo hành cho anh em về độ trụ nhá kính độ bảo hành chúng để tâm đấy van thì chắc chắn là nói thật anh em không hỏng nó chỉ xì thôi xì thì anh em lên thay xong xin phụ kiện có nhiều anh em là cứ thấy họ xì cái lại lại mua van mới mất chín một triệu rất chiệt tốn thay răng sim phụ kiện mất khoảng trăm nghìn thôi là lại chơi ok cái van nó chung không hỏng đâu anh em xì thì anh em cứ thay đi cho em nhé còn nào quay lại với hai hai cây ngày hôm nay thì hai cây này cùng cấu hình thì ngày hôm nay sẽ bán đồng giá là 8 triệu đồng 8 triệu đồng hai khẩu như này nhé thì cấu hình ở đây thì hiện tại shop đang lắp đó là một chiếc bình carbon 0.42 này em bình thì anh em có thể lựa chọn giữa bình dài và bình talon đấy bình dài và bình ngắn bình to bình nhỏ giá tiền như nhau đấy van là van cờ thì kết bản chuẩn công ty có một khung vuông xương cá tay cầm gỗ khung thì anh em có thể sử dụng là talon hoặc thẳng dài anh em nào đi rừng thì mình lên lựa chọn là talon của anh em nào muốn săn mồi ở đồng bằng ngồi im một chỗ đi săn thì lên là sử dụng cây thẳng dài bởi vì thẳng dài sẽ đạt được, được hiệu quả xa hơn các nhé giảm âm sumo tâm liền khối cành thì hiện tại shop đang nắp đó là cành xm 8 8 cương tuyến cành này thì nói thật với anh em là có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung cành 14 inch thì cứ bao cho anh em cự ly 80m là đục lỗ cắp xe 2 cành 1, 20 inch thì cứ bao cho anh em 100m thôi nhá đấy kính ngắm BDA TMD tâm số hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm tâm hai số tâm các kính zoom không mất tâm cho anh em đấy hoàn thiện hai cây này thì là 8 triệu đồng em nhá. 8 triệu đồng hai cây này là talon hoặc thẳng dài em chọn mẫu nào thì shop sẽ lắp như vậy cho anh em đấy đồng giá hết nhá anh em nhá thì mẫu này anh em chơi rất nhiều rồi thứ nhất là cấu hình cao đấy thứ hai là cái cấu hình này nó chơi cực kỳ là châu bò em chơi lâu năm nhiều anh em mua cấu hình này của em chơi hai ba năm nay rồi chưa hỏng một cái gì đấy nên là anh em lên tha có thể là cô có điều kiện hay không điều kiện mình cố gắng chơi cái cấu hình này là đạt hiệu quả nhất nhá có anh em nào muốn hạ cấu hình thì có thể lắp sang bình nhôm thì vẫn ok đấy 8 triệu nhá có anh em nào muốn hạ hay thấp hay nâng cấp cấu hình như nào thì liên hệ cho em em sẽ uh, báo giá hạ thấp hay nâng cấp cho anh em và các bác các bác nhá còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây xin chào và lại các bác ở video sau nhá